Đẹp hết nước chấm, đẹp ngất ngây, đẹp đắm say, đẹp đến quên cả lối về. Và video hôm nay Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà mà nó sẽ là nhà của anh chị trong một khu dân cư nhiều nhà cao tầng đồng bộ với đầy đủ tiện ích xung quanh. Bất động sản này cách quận 7 là khoảng 2,5 km và căn nhà hôm nay là một căn nhà phố hiện đại có diện tích là ngang 5, dài cho 16m8, một trệt, 3 lầu, hướng nhà sẽ là hướng Tây Nam, sẽ phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Tây Tứ Trạch, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, tiện nghi và sang trọng. Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong. Phía trước sẽ có hai lớp cửa, một cửa nhôm sinh pha và bên ngoài sẽ là cửa cuốn. Mặt tiền được ốp đá hoa cương cũng rất là hoành tráng. Và gara đậu xe hơi, anh chị sẽ đậu được mọi dòng xe từ 5 chỗ, 7 chỗ và kể cả xe bán tải. Toàn thấy là tường xung quanh cái gara này được sơn bằng giả bê tông cũng rất đẹp luôn nha anh chị. Và kết nối với gara đậu xe hơi sẽ là không gian phòng khách, thì tại đây sẽ thiết kế một cái tủ thay giày dép. Và không gian phòng khách với diện tích rộng hơn 25m2 được đề co trang trí rất là đều nổi bật. Điểm nhấn nổi bật tại không gian này sẽ là những vật phẩm đề co được đặt trên những cái ô kệ trang trí này cũng rất là sang trọng. Nổi bật tại không gian này là một bộ sofa màu rêu kết hợp với alu gương màu đen. Nói chung là không gian bố trí nội thất của bên trong căn nhà này màu sắc phối hợp lại với nhau cũng rất là sang trọng. Điểm nhấn sẽ là đèn chùm và đối diện sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Ai mà yêu đề co thì chọn căn nhà này sẽ rất là phù hợp nha anh chị. Và kết nối giữa phòng khách và không gian bếp sẽ là một chiếc bàn console, nơi kết nối gắn kết lại hai không gian này với nhau. Và không gian bếp với diện tích rộng khoảng 30m2, bếp được thiết kế lên full trần với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng ở bên trong, được trang bị rất nhiều thiết bị bếp thông minh và cũng như điện máy như tủ lạnh side by side, ở bếp điện từ và máy hút mùi là sẽ được hoàn thiện khi anh chị mua. Tại không gian bếp sẽ thiết kế một cái bộ bàn ăn hiện tại là 6 ghế ngồi, toàn nghĩ anh chị đặt bộ bàn ăn 8 ghế thoải mái. Tường cạnh bàn ăn thì trang trí bằng kiến thủy nhằm mục đích là mở rộng không gian. Và phía sau cùng sẽ là một khoảng sân sau nơi làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Và tại đây sẽ có một cái vệ sinh. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị tiến lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nha. Căn nhà này Toàn cảm nhận là đẹp trên từng cm luôn nha anh chị. Và cách đề co và trang trí nội thất ở bên trong thì cũng rất là khác biệt so với những căn nhà mà Toàn từng quay video. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu. Hiện tại Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 và mua nhà Nhà Bè và mua bán nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, hãy kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ cần bán nhà quận 7 hoặc là bán nhà Nhà Bè, hãy kết nối với Toàn để ký gửi. Căn nhà này có tất cả là 4 phòng ngủ và sảnh hành lang sẽ là nơi kết nối hai phòng ngủ phía trước và phía sau. Mình sẽ xem phòng ngủ phía sau trước. Không gian phòng ngủ phía sau thì với diện tích rộng khoảng 30m2, hiện tại đã được trang bị đầy đủ nội thất, táp đầu giường, bàn trang điểm. Tường cạnh đầu giường thì trang trí cũng rất là nổi bật, tủ áo với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Đối diện tủ áo sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Và mỗi phòng ngủ sẽ thiết kế vệ sinh riêng biệt với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và sảnh hành lang giữa tầng 1 và tầng 2 thì cũng đã được trang trí rất đẹp nha anh chị. Và phòng ngủ master phía trước tại tầng 1, không gian rộng khoảng 35m2 cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Như vậy là màu sắc của nội thất sẽ tạo nên sự khác biệt cho toàn bộ không gian kiến trúc của ngôi nhà này. Điều đặc biệt của phòng ngủ này là phía trước sẽ có một cái khoảng ban công mở rộng. Đây sẽ là một góc thư giãn vào buổi tối rất tuyệt vời luôn nha anh chị. Anh chị thiết kế luôn một bàn trà cộng thêm một cái xích đu tại vị trí này, mình ngồi chiêu chiêu thì cũng rất là đẹp luôn. Và phòng ngủ phía trước của tầng 1 và tầng 2 thì Toàn thấy là được thiết kế vệ sinh riêng và đã được trang bị luôn bồn tắm nằm nha anh chị. Như vậy là hai vệ sinh là ở phía trước là sẽ có luôn bồn tắm nằm với đầy đủ chức năng thư giãn. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị xem nhanh qua hai phòng ngủ còn lại ở tầng 2. Ngoài căn nhà này thì Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt ở nhiều khu vực khác nhau, quận 7, Nhà Bè và cũng như nhiều khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị đang có nhu cầu
mua bất động sản thì hãy nhanh tay kết nối với Toàn, nhắn cho Toàn nhu cầu cụ thể về bất động sản mà anh chị đang tìm kiếm thì Toàn sẽ nhanh chóng gửi đến những sản phẩm phù hợp để anh chị lựa chọn một sản phẩm bất động sản như ý. Và đây là phòng ngủ thứ ba, là phía sau tại tầng 2 cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Như Toàn đã nói thì tất cả những màu sắc của nội thất được thiết kế với rất là ấn tượng nha anh chị, tạo nên sự khác biệt cho toàn bộ không gian kiến trúc. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ phía trước tại tầng 2 thì cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất và màu sắc cũng rất là ấn tượng luôn. Như vậy là 4 phòng ngủ căn nhà này đã được trang bị full nội thất. Khi mua là anh chị chỉ việc xách vali là đến ở. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên tầng 3, sẽ là phòng thờ, sân thượng và sân phơi. Và trong thời gian anh chị di chuyển lên tầng 3 thì Toàn cũng sẽ mô tả lại thông tin cơ bản của căn nhà như sau. Diện tích ngang 5m, dài cho 16m8, một trệt, 3 lầu, vị trí thuộc trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè. Căn nhà này cách quận 7 là khoảng 2,5 km, trong một khu dân cư nhiều nhà cao tầng đồng bộ với đầy đủ tiện ích xung quanh. Và tầng 3 sẽ là phòng thờ, sân thượng và sân phơi. Và Toàn đang đứng tại sân thượng phía sau đã được